Hello, chào các anh em, chào mỗi thằng mình. Trong video này mình chia sẻ đến các anh em 5 mẹo để có thể giúp cho mọi người kiểm tra được một chai nước hoa đang có ý định mua hoặc là đã sở hữu rồi. Hiệu năng mùi của nó thực sự là có tốt hay là không? Bởi vì mình biết rằng rất là nhiều các anh em luôn luôn ưa thích khi mà mình đã bỏ tiền ra sở hữu một chai nước hoa thì ít nhất nó phải bám được trên da tầm 8 tiếng đồng hồ, kiểu như thế. Thì trong video này mình chia sẻ đến các anh em 5 mẹo để có thể giúp cho các anh em nếu mà quyết định mua hoặc là không may đã mua rồi, cách kiểm tra hiệu năng mùi của nó thực sự là như thế nào. Ok, lên được. Điều đầu tiên đó là trộn mùi hương theo nốt. Chúng ta cần nên biết rằng những chai nước hoa có hiệu năng mùi tốt thì thông thường đó là những chai nước hoa có sử dụng nốt gỗ, ví dụ như là trầm, tuyết tùng vân vân, nốt long diên hương, nốt xạ hương, nốt gia vị cay nồng. Đó, đấy là những nốt thông thường có hiệu năng mùi rất là tốt. Ví dụ như ở đây là Dior Sauvage. Mặc dù có nhiều lời bàn tán chê bai về mùi hương của nó, thế nhưng mà nói về hiệu năng mùi thì mẹ ơi luôn, chai này bám mùi cực kỳ tốt. Hay như là gọi là Santa Royal, sự kết hợp giữa trầm và hồng. Riêng chai này nếu mà mua thì mọi người tưởng nó đắt, thế nhưng chỉ cần 2 sọt thôi thì nó bám mùi cả ngày luôn. Dùng ngày mùa đông thì cực kỳ tuyệt vời. Hay là chai Light Blue All Intense phiên bản của nam chẳng hạn. Bởi vì chai nước hoa đấy nó có sử dụng xạ kết hợp với nước hương nước biển, cho nên hiệu năng mùi của nó rất là tốt. Do vậy nếu như anh em nào thích, ông nào mà gọi là bám dai, thì chúng ta nên lưu ý rằng nên chọn những chai nước hoa nào có nốt chủ đạo là gỗ. Ví dụ như ở đây là mình đã nói rồi, trầm, tuyết tùng vân vân, hoặc là nốt long diên hương, xạ hương, và nốt gia vị cay nồng, ví dụ như là quế này, tiêu đó, thì đấy là những chai nước hoa đa phần có hiệu năng mùi tốt, chứ không phải tất cả. Ví dụ như ở đây là chai Tom Ford Oud chẳng hạn. Mặc dù nó cũng sử dụng là nốt gỗ trầm đấy, nhưng mà hiệu năng của nó rất là tệ luôn. Chỉ khoảng 2-3 tiếng là hết mùi, cho nên không phải chai nước hoa nào mình vừa nói là có sử dụng list vài nước nốt hương liệu vừa xong ấy là bám mùi tốt, nhưng đa phần nó là như thế đó. Còn ví dụ những chai nước hoa sử dụng nốt floral làm chủ đạo thì thông thường nó lại mạnh về cái độ sillage mùi. Sillage mùi có nghĩa là ở đây là khi mà chúng ta đi qua rồi thì cái độ lưu hương lại trong không gian mà chúng ta vừa đi qua, thì đấy người ta gọi là sillage. Thì thông thường những chai nước hoa có sử dụng floral, nốt hương hoa, nó lại mạnh về cái đấy. Cho nên tại sao mà những chị em nước hoa của các chị em ấy, thì khi mà họ đi qua rồi chúng ta mới lại thấy vấn vương cái mùi hương của họ. Bởi vì như chúng ta đều đã biết thì hương hoa rất được chuộng sử dụng trong nước hoa nữ. Nhưng mà thôi, cái đấy là cái câu chuyện khác. Còn điều đầu tiên chúng ta cần biết rằng muốn một mùi hương bám tốt thì phải ưu tiên long diên hương, xạ hương, gia vị cay nồng và gỗ. Đó, đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là không chọn theo EDT hay là EDP. Mình thấy rằng rất nhiều các anh em đến bây giờ vẫn tin rằng theo như những cái hướng dẫn trên Google, những cái bài báo trên mạng, đó là những chai nước hoa có nồng độ EDP, Eau de Parfum, sẽ bám mùi tốt hơn với EDT, Eau de Toilette. Đấy là một cái quan niệm cực kỳ là sai lầm. Bởi vì cái nồng độ tinh dầu nó không nói lên cái việc bám mùi. Đấy là cái điều chắc chắn, bởi vì rất nhiều những chai nước hoa mặc dù nồng độ là Eau de Parfum thế nhưng bám còn kém hơn cả Eau de Toilette. Mà ví dụ như ở đây là một cái rất là rõ ràng, ví dụ như chai Bleu de Chanel. Ở đây thì mình không có phiên bản EDT, thế nhưng so sánh giữa nó và phiên bản Eau de Parfum thì không ai chê bai gì cái hiệu năng mùi giữa hai phiên bản với nhau cả, bởi vì kể cả hai phiên bản đều bám mùi rất là tốt. Hoặc là như chai nước hoa Dolce & Gabbana The One, từ phiên bản EDT lẫn với EDP thì cái hiệu năng mùi của nó cũng không lên được là bao nhiêu, không cải thiện được đáng là bao nhiêu. Cho nên mình cái mẹo thứ hai đó là chúng ta không chọn nước hoa theo nồng độ, bởi vì nếu mà chúng ta chọn như thế thì mình chắc chắn rằng sẽ có những anh em bị mua nhầm phải một chai nước hoa mặc dù có nhãn dán là Eau de Parfum, thế nhưng cái hiệu năng mùi của nó thì thực sự là tồi tệ, nó lấy mất tiền oan thì không biết kêu ai ở đâu. Đó, đấy là điều thứ hai. Thứ ba đó là xịt sai vị trí hoặc là xịt quá ít.
Thực tế là mình có gặp một vài các anh em và mọi người thường hỏi mình rằng tại sao chăn hoa này bám mùi rất là kém. Thì mình có hỏi là xịt ở đâu, và các bạn ấy nói rằng là xịt vào ngực này, hai phát, xịt vào cổ tay hai phát, và cuối cùng kết luận rằng chăn hoa này bám mùi rất là kém. Thì mình cũng xin nói rõ rằng nước hoa nó không phải là một thần dược. Chúng ta không thể xịt vu vơ vào những cái điểm ở ngực và cửa tay đối với mình, đấy là điểm xịt phụ. Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng muốn một cái mùi hương bám mùi tốt thì chúng ta phải xịt vào những cái điểm lưu mùi tốt trên cơ thể. Điểm lưu mùi tốt ở đây là đâu? Đó là ở má cổ và sau gáy, đấy là những cái điểm lưu mùi cực tốt. Thì chúng ta cần nên xịt vào những cái điểm đấy ít nhất là 4 phát, ví dụ như ở đây là 2 phát ở má cổ đó. Rồi sau đó chúng ta mới xịt vào những cái điểm nền đó. Điểm nền ở đây là cái gì? Ví dụ như là ngực này, cổ tay, khuỷu tay. Thì tùy các anh em, chúng ta có thể xịt hoặc không xịt. Nhưng điều đầu tiên đó là chúng ta phải xịt vào những cái điểm bám mùi tốt trên cơ thể đó. Chúng ta phải xịt vào điểm chính, và sau đó là chúng ta mới những cái điểm phụ. Thì tùy mọi người thích xịt hoặc không xịt, đấy là tùy quyền của mỗi người đó. Lỗi thứ hai đấy là xịt quá ít. Mình thấy rằng có các anh em gọi là giống như kiểu là có thể là một chai nước hoa nó rất là quý, nó rất là gọi là thần dược, cho nên là xịt có khi 2 sọt mà muốn nó bám khoảng đến nửa ngày thì nói thật là không có đâu. Với ví dụ như ở bển chẳng hạn, người ta đi làm bằng ô tô, người ta đi làm bằng tàu điện ngầm thì ok, không khí người ta sạch sẽ, trong lành, bụi bặm không có thì ok, 2-3 sọt có thể được nửa ngày. Nhưng mà đây các anh em mình đi làm, xịt xong một cái là lên xe phi tới bến luôn, bụi bặm đầy người, mà xịt có 2-3 sọt thì lấy đâu ra mà đảm bảo được cái hiệu năng của mùi. Do vậy cái lỗi xịt quá ít cũng là một cái lỗi rất là nhiều các anh em mắc phải. Do vậy điểm thứ ba mọi người cần nên biết rằng xịt quá ít hoặc xịt sai vị trí nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của mùi. Điểm thứ tư đó là sự lờn mùi. Có nghĩa rằng cái khứu giác của chúng ta nó không chỉ có mỗi cái nhiệm vụ đó là hít hà nước hoa các anh em vừa xịt. Nó không chỉ có mỗi cái nhiệm vụ sau 1 tiếng, sau 2 tiếng, sau 3 tiếng nó chỉ có hít mỗi nước hoa. Cho nên đó là lý do tại sao mà các anh em sau khi xịt khoảng 1-2 tiếng là chúng ta bắt đầu cảm thấy không ngửi thấy mùi hương gì nữa. Và chúng ta bắt đầu nghi ngờ rằng cái hàng này là hàng fake, chúng ta mua phải hàng mùi có vấn đề. Thì ở đây mình xin nói rõ rằng khứu giác nó không có nhiệm vụ là ngửi mỗi mùi nước hoa, mà nó sẽ quét hết tất cả các phân tử mùi xung quanh, bao quanh người chúng ta. Và để nếu như có một cái tín hiệu nào nguy hiểm thì nó sẽ phát ra, nó báo động. Không tin thì bây giờ các anh em ví dụ xịt nước hoa và sau đó là đứng cạnh một cái bình ga xì ra, thì chúng ta sẽ biết được rằng cái mùi nào chúng ta sẽ ngửi được rõ hơn là nước hoa hay mùi của bình ga xì ra đó. Thì cái tác dụng, cái chức năng của khứu giác, một trong những chức năng của khứu giác đó là như thế. Cho nên nếu như mà chúng ta xịt một cái mùi hương mà chúng ta cảm thấy rằng lúc sau chúng ta đã thấy là không ngửi thấy mùi gì, thì ở đây mình có hai cách để có thể là ít nhiều giúp đỡ được các anh em khi mà mới xịt nhá, sau khoảng 1-2 tiếng thôi, chứ còn mà đến trưa thì bắt đầu mới áp dụng thì không ăn thua. Ví dụ như là chúng ta xịt trong phòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta đi ra khoảng 5 phút chúng ta quay lại, thì lúc đấy chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ mùi hương nó vẫn còn lưu lại ở trong phòng đó. Đấy là cách thứ nhất. Và cách thứ hai đó là tập thể dục hoặc vận động mạnh, bởi vì nhiệt độ trên cơ thể nó sẽ làm bay mùi đó. Do vậy nếu như mà chúng ta thấy rằng là mùi tự nhiên không còn thì thử làm một vài động tác chống đẩy hoặc chạy lên chạy xuống, thì lúc ấy cơ thể người nó sẽ tăng lên và nó sẽ làm bay mùi nhanh hơn. Thì mình nghĩ rằng lúc đấy các anh em có thể cảm nhận được rõ mùi hương. Thì đấy hai cái mẹo nhỏ để giúp chúng ta test thử xem đó là tại sao khi mà xịt lúc sau không ngửi thấy mùi đó. Và cuối cùng cách thứ năm đó là tham khảo gọi điện thoại cho người thân. Nếu như mà các anh em cảm thấy là sau 4 cách kia mà chúng ta vẫn cảm thấy rất là hoang mang, ta không biết là có nên chọn hay là không, thì mình nghĩ rằng lúc đấy chúng ta phải lên mạng tìm người thân, hoặc là trao đổi với các anh em nào có cái kinh nghiệm chơi lâu năm, hỏi chai nước hoa này là như thế nào, xin ý kiến của họ là có nên mua hay không, về hiệu năng mua nó như thế nào đó. Thì lúc đấy nếu như mà chúng ta nhận được phản hồi rất là tốt thì ok, hạ tiền thôi. Còn nếu không thì thôi, chúng ta nên chọn chai khác.
Đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 mẹo để có thể giúp cho mọi người check được một chai nước hoa trước khi mua hoặc đã lỡ mua rồi, cái hiệu năng mùi của nó thực sự là có là tốt hay không. Video của mình đến đây hết, rất hy vọng các anh em cảm thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.